Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu sữa đậu nành. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là 200g đậu nành. Ta bắt đầu xoay đậu nành. Đây là 5 ca nước, 5 ly nước mà mình đã đong sẵn. Đây là 5 ly nước mình đã đong sẵn. Bây giờ ta bắt đầu vắt đậu nành. Bây giờ ta đổ thêm nước, làm nước thứ hai. Các bạn phải nhồi như vậy nè, nhồi như vậy nó mới ra nhiều nè.
Bây ta bây giờ ta bắt thêm nước thứ ba. Bây giờ ta bắt đầu đi lọc lại đậu nành. Bây giờ mình bắt đậu nành lên mình nấu các bạn ạ. Mình nấu sôi 10 phút là được. Từ lúc sôi đến lúc xong là 10 phút. Bây giờ thì nồi đậu nành của ta đã sôi rồi, ta bắt đầu hớt bọt. Mình canh sôi 10 phút là được các bạn ạ. Và các cháu ơi, nồi đậu nành của ta đã sôi rồi thì ta phải ngồi ta canh nhé. Thôi là nó chào nhanh lắm. Nó chào thì vừa mất nước đậu mà lại vừa phải lau bếp dơ lắm. Ta phải canh, là nếu mà nó sôi bồng đấy là ta phải giảm lửa đi. Và thỉnh thoảng ta có phải quậy như vậy này để cho nó khỏi xém nồi, nó khỏi có cháy. Thỉnh thoảng ta phải quậy như vậy. Các bạn và các cháu ơi, cái nước đậu nành của ta uống rất là tốt cho sức khỏe. Nó là giảm cholesterol. Ví dụ như các bạn mà bị máu mỡ hay là bị gan nhiễm mỡ, ngày nào các bạn cũng uống sữa đậu nành hết là nó sẽ hết. Mình đã từng uống như vậy hồi trước mình bị gan nhiễm mỡ. Mình ngày nào mình uống hết, thế là hết gan nhiễm mỡ luôn. Còn cái bã đậu nành á, các bạn xay xong các bạn đừng có đổ đi. Các bạn đem đổ gốc cây rất tốt. Gốc cây cảnh cũng được, mà trồng rau xanh cũng được, tốt lắm. Mình có vườn rau xanh, mình toàn tưới bằng cái nước đậu nành mà mình rửa cái khăn lọc này với lại mấy cái thau cái chậu mình rửa xong rồi mình lấy cái bã mình tưới rất là tốt xanh biếc luôn. Và các bạn và các cháu ơi, có một người một cháu, hình như có một cháu nói với cô rằng như vậy: cô ơi, con muốn ăn sâm sâm mát lắm, nhưng mà cô đi mua lá thì không có. Ở trên quê cô thì rất là nhiều dân tộc đi bán, mà ở đây thì Đồng Nai cô không thấy ai bán hết. Nhưng mà thì thôi, nếu không có lá sâm sâm thì cô sẽ nhắc cho cháu, nhà cháu nào hay nhà các bạn nào mà có lá sâm sâm á thì mình vò sâm sâm cho nó đặc sệt như thể là như là bột dẻo dẻo vậy đó. Xong rồi mình cho cái mai con mực á, tức là cái xương cá mực mình mài ra, mình quậy vào trong nước, mình đổ vô, mình quậy là mình lọc, là mình để yên một chỗ là nó đông. Nhưng mà tại vì ở đây mình cũng muốn mua lá sâm sâm về mình hướng dẫn cho các bạn và các cháu lắm, nhưng mà ở đây không thấy ai bán lá sâm sâm hết.
Để hôm nào mình đi lùng nếu có thì mình sẽ làm một cái clip vò là sâm sâm. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ nồi đậu nành của ta sôi đã được 10 phút. Ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ ta cho vô một chút vani, tại vì mình hôm nay mình đi chợ mình quên mua lá dứa, mình cho vô một chút vani. Bây giờ ta múc ra ta uống thử. Bây giờ nó nóng quá, mình sợ là nó bể ly cho nên mình múc ra cái chén. Nóng lắm. Nóng lắm các bạn ạ, không uống được. Tại vì mình sợ múc ra cái ly nó bể nên múc ra cái chén. Và tiện đây thì mình cũng nhắc cho các bạn một điều như vậy, là hôm qua mình làm dâu ua xong rồi, nhưng mà mình chưa có nha. Hôm qua mình làm dâu ua xong rồi nhưng mà mình chưa có cho các bạn xem thử. Thì bây giờ dâu ua của ta đã được rồi, ta có thể để trong ngăn mát 8 đến 10 tiếng rồi bắt đầu ta bỏ vào ngăn đông thì nó ít đông đá hơn, tại vì nó đặc như vậy nè, không có thể nào đông đá được nữa, rất khó đông đá. Còn ta phải để lúc mà nó còn nóng á, thì nó lỏng, nó dễ đông đá lắm. Đó. Ta để từ 8 đến 10 tiếng rồi bắt đầu ta bỏ vô ngăn mát, ngăn đông. Và ngăn đông thì ta để ở dưới ngăn mát nhiều đồ, thật nhiều đồ lên, có thể nước uống hay cái gì đó nhiều lên, rồi bắt đầu ta mở chữ min, tức là cái số nhỏ nhất, số 1, còn chữ min là nhỏ hơn số 1 nữa. Đó là nó sẽ đông kem hết, ít có khi bị đông đá lắm. Bây giờ ta ăn thử một muỗng da ua. Ngon lắm. Và mình cũng xin nhắc cho các bạn một điều như vậy. Có những bạn nói với mình rằng, hay có những bạn và những cháu nói với mình rằng nướng bánh bông lan nó phồng lên xong khi đưa ra khỏi lò nó xẹp xuống. Hôm nay mình biết nguyên nhân của nó rồi, là các bạn nướng chưa chín và lửa dưới thì yếu quá cho nên là bị như vậy. Tại vì hôm qua mình cũng bị một ổ như vậy, mình quên để lửa dưới, vì sao mình mới để cho lửa dưới yếu quá là nó phồng rất là ngon, rất là đẹp, nhưng khi đem ra thì nó bắt đầu xẹp xuống. Thì mình tìm ra nguyên nhân là bánh ở dưới không vàng và ở trong vẫn còn sống. Thì từ nay ta nướng bánh bông lan ta đừng có nướng cái vị này ta chỉ nướng thịt thôi. Nướng thịt là ta để xuống dưới để cho là cái nước mỡ nó không có nhỏ xuống với cái lò xo. Còn khi nào nướng bánh bông lan thì ta xài cái vị này. Khi nướng bánh bông lan ta xài cái vị này thì bánh bông lan ở dưới nó nóng và nó vàng thì nó sẽ không có bị, nó không có bị xẹp xuống. Hôm nay là mình biết rõ nguyên nhân là ở dưới không vàng, thì không vàng thì ở trong nó sống, và nó sống thì nó ướt và nó xẹp xuống. Bánh ướt mà lại tanh nữa. Có một bạn hay một cháu gì đó nói với mình là như vậy, ở trong á khi bánh phồng lên rất đẹp, khi đưa ra khỏi lò thì bánh xẹp xuống và ở trong ướt và tanh mùi trứng. Thì hôm nay mình tìm ra nguyên nhân. Đó. Bây giờ thì mình cũng chia sẻ cho các bạn như vậy. Và các bạn nướng bánh bông lan hay cái gì đó, các bạn xài cái vị này, các bạn đừng có xài cái vị này, vị này chỉ nướng thịt thôi. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.